sông kia có cạn, miền Nam ơi, miền Nam nhớ mãi ơn non cao già
vang tiếng trầm hồn, biển sông bao la đêm ngày giang câu ca. Muôn trái tim thề xin nhớ ơn người, làm theo lời của người ơi. Sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ răng rạc đến miền Nhi Trung. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ răng rạc đến miền Nam. Để sáng nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác. Mãi
nỗi nhớ
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị một bài thể dục dưỡng sinh, bài gầy dài với 12 động tác của cụ Mai Bắt Đẩu. Bài này giúp sức khỏe cho người già, người cao tuổi rất nhiều, để các cụ sống lâu, sống khỏe với các con, các cháu. Bài này gồm có 12 động tác, chia làm 4 phần. Phần thứ nhất gồm 3 động tác: xoay vai, xoay cột sống, nghiêng người. Chú ý, động tác thứ nhất, xoay bả vai, chân trái bước sang bên trái, bước. Gậy ngang đùi trước, bắt. 1, 2, hít vô, nín thở, thở ra. Hít vô, nín thở, thở ra. Thôi, nghỉ. Động tác thứ hai, xoay cột sống, chân trái bước trái, bước. Gậy ngang đùi trước, bắt. 1, 2, lên vai. Hít vô, nín thở, thở ra. Hít vô, nín thở, thở ra. Thôi, nghỉ. Động tác thứ ba, nghiêng người. Gậy trên vai, bắt. 1, 2. Hít vô, nín thở, thở ra. Hít vô, nín thở, thở ra. Thôi, nghỉ. Phần thứ hai, đá gậy, xuống tấn ngồi trên gót. Động tác đá gậy, gậy ra ngang đùi trước, bắt. 1, 2, hít, thở, hít, thở, hít, thôi, xuống tấn, nghỉ. Động tác xuống tấn, gậy ngang đùi trước, bắt. 1, 2, hít vô, thở. Hít vô, thở. Nghỉ. Động tác thứ ba, ngồi trên gót. Hai cái chân song song bằng một gang tay. Gậy ngang đùi trước, bắt. 1, 2. Hít vô, thở. Hít vô, thở. Thôi. Nhóm thứ ba gồm 3 động. Nghỉ. Nhóm thứ ba gồm 3 động tác. Động tác thứ nhất, chèo thuyền. Thứ hai, cúi lưng. Thứ ba, vặn mình. Động tác chèo thuyền. Gậy để chân bên trái, chân trái bước lên một bước, bước. 1, 2. Hít vô, nín thở, thở ra. Hít vô, nín thở, thở ra. Thôi, nghỉ. Động tác thứ hai, cúi lưng. Chân trái bước qua bên trái, bước. Gậy đằng sau, bắt. 1, 2. Hít vô, nín thở, thở ra. Hít vô, nín thở, thở ra. Thôi, nghỉ. Động tác vặn người. Chân trái, bước. Gậy ngang đùi trước, bắt. 1, 2. Hít vô, nín thở, thở ra. Hít vô, nín thở, thở ra. Thôi.
Nhóm thứ tư gồm có hai động tác: cong cột sống, vòng gần khôn. Động tác cong cột sống: chân trái bước trái, bước gậy ngang đùi trước, bắt, một, hai, hít vô, nín thở, thở ra, hít vô, nín thở, thở ra, thôi, nghỉ. Động tác vòng càng khôn, chân trái bước rộng hơn mọi động tác khác, bước, gậy với hai đùi trước, bắt, một, hai, hít vô, nín thở, đảo gậy, thở ra, hít vô, nín thở, đảo gậy, thở ra. Đây là kết thúc bài 12 động tác gậy của cụ Mai Bắc Đảo. Một động tác chót là động tác nghỉ. Bây giờ mời quý vị cùng tập với chúng tôi một lần nữa theo nhạc với nền nhạc Suối Mơ của cố nhạc sĩ Văn Cao. Theo với tháng năm, rừng còn nhớ tới
Kính chào quý vị các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 hôm nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đức Mô tô cảnh sát tập 21. 6 giờ phim hoạt hình Thun Disney. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ đất nước mến yêu bên hồ Đắc Minh. 7 giờ 20 phút ngày chủ nhật của em. 7 giờ 50 phút kịch thiếu nhi ABC nào cùng học. 8 giờ 15 phút em yêu khoa học cơ thể con người. 8 giờ 30 phút chuyện lạ bốn phương. 9 giờ phim tài liệu vi chất nhưng không nhỏ. 9 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Bông Hồng Trà tập 7 và 8. 11 giờ câu lạc bộ thể thao. 11 giờ 25 phút văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc. 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Những người bí ẩn tập 21 và 22. 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc Tìm mẹ tập 16. 15 giờ 20 phút thế giới giải trí. 15 giờ 40 phút khoa học và đời sống lễ đón đoàn đại biểu Đông Nam Á. 16 giờ thế giới đó đây bí mật về El Dorado. 17 giờ chiếu phim phim truyện Mỹ 7 ngày về quá khứ tập 7 và 8. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ những người bạn nhỏ. 19 giờ 30 phút bác sĩ gia đình. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình hát với ngôi sao. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng. 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 17. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Sóng gió cuối chiều Minh tập 22. 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình. Tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình hôm nay.